lên thì người chúng ta biết là cần thiết là một thứ mà con người như không thể kiểm soát được, đúng không ạ? Nóng luôn là chuyện của trời, đúng không? Vậy hôm nay mình sẽ mang đến mọi người một chủ đề, đó là làm sao để không bị sét đánh. Nhưng mà thực ra thì cái này nó rất là khó, bởi vì một khi cái gì đó đã đánh rồi thì xảy ra nó sẽ chắc nó sẽ xảy ra rồi, thì mình không thể nào né được. Vậy thì bây giờ sẽ là làm sao để sét đánh wow mà không chết. Và và nội dung của bài thuyết trình của chúng ta ngày hôm nay được mang đến một cái nguồn rất là hay, đó là nguồn Minerd, một channel trên YouTube về khoa học. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Đây chúng ta có một cậu bé tên là H, mặc xịt vàng. Cậu bé rất là hồn nhiên đứng trên một cánh đồng xanh mướt, và tưởng chừng nào chuyện nó sẽ yên bình như thế này, nhưng mà không. Thực ra là vẫn đông yên bình, mình xin lỗi. Thực ra vẫn yên bình, chúng ta có mây, có cây, có cầu vồng nữa. Nhưng mà đột nhiên thì mây dông kéo đến. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn mặc gì cho bạn này để bạn ấy có thể sống sót được. Sống sót được, xét đánh mà không chết. Mặc vest hay là mặc bộ đồ Batman, hay là mặc áo giáp sắt? Mặc vest à? Chết cũng phải đẹp, nhưng mà bây giờ chết thì cháy thì làm sao mà vest có thể đẹp được? Mình nghĩ là trong những cái này chỉ có mỗi áo giáp sắt là sẽ đánh nó không chết thôi, đúng không ạ? Và câu trả lời chính xác của chúng ta chính là áo giáp sắt. Mọi người chắc là rất là thắc mắc vì sao phải áo giáp sắt, đúng không ạ? Bởi vì chết là cho mình được giải thích. Bản chất của tia sét chính là một dòng điện chuyển từ trên đám mây xuống dưới đất, đi từ điểm A đến điểm B đấy ạ. Và trong quá trình nó chuyển các electron, ai cũng biết ở đây kim loại là một họ chất dẫn điện rất là tốt, đúng không ạ? Và khi sét đánh vào kim loại thì các electron sẽ chạy trên bề mặt của bộ áo giáp sắt và sẽ ít gây tổn hại đến cơ thể của chúng ta. Và đó chính là lý do vì sao mà áo giáp sắt lại có thể giúp chúng ta có tỷ lệ nào đó đỡ chết. đây cái gì cũng có rủi ro của nó, đúng không ạ? Và tất cả những cái vật thể mà chống điện, không chính xác là chống điện mà là chống tổn hại đến các vật bên trong do có bề mặt là kim loại này thì được gọi chung là lồng Faraday, được lấy tên của nhà bác học đã phát minh ra động cơ điện. Chúng ta có cái lồng Faraday ứng dụng như kiểu chúng ta có thể, tức là khi mà dòng điện đi qua đấy thì nó sẽ đi qua rất là nhanh bề mặt và không tổn hại đến các vật ở bên trong, kể cả những con chó này cũng sẽ không bị sao. Và như ví dụ chúng ta vừa nói chính là bạn H, và H cũng sẽ ít có khả năng bị tổn hại. Ví dụ hàng ngày nhất của chúng ta về lồng Faraday này chính là, các bạn biết là gì không ạ? Chính là ô tô của chúng ta đấy ạ. Thực ra thì mọi người nghĩ là bây giờ nếu như mà xét này xuống ô tô thì thế nào ạ? Tuy nhiên là người trong sẽ không chết, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là đa phần, phải đến 99,99% mọi người nghĩ là lốp xe chống được xét, nhưng thực ra thì không phải. Thực ra thì lốp xe không hề chống được cái tia điện đấy ạ. Bởi vì cường độ của xét quá là mạnh. Thực chất là thế nào ạ? Xét sẽ đánh xuống cái xe và các cái electron sẽ chạy rất nhanh qua bề mặt và truyền xuống đường, không gây tổn hại đến bên trong. Và đó là lý do vì sao nếu như là lỡ có bị sét đánh thì chúng ta không thể nào chết được khi ngồi trong xe. Trường hợp đấy thì lại không phải chết do sét đánh nữa rồi. Trường hợp đấy là chết do sét, do bị nổ động cơ chứ không phải do sét đánh cả. Tình hôm đấy thì bởi bạn đen thôi. Nhưng mà chắc chắn có một điều là nếu như bạn hắt của chúng ta mà đứng ở trên một cánh đồng hoang vắng mà không có ô tô thì sẽ không có chỗ nào để chui vào, đúng không ạ? Trên thực tế thì khi mà có bão sét như thế này ạ, thì cái tỷ lệ mà chúng ta bị sét đánh sẽ còn thậm chí còn cao hơn cả một cái cây ở đằng kia, bởi vì nó sẽ ưu tiên chọn cái đường tắt để nó truyền xuống đất đấy ạ. Vậy nên là khi chúng ta đứng thẳng thế này, chúng ta bị sét đánh và chết, chúng ta chết. Nhắm mắt rồi. Thế nếu như chúng ta nằm thì sao ạ? Chúng ta nằm thì sét có đánh vào mình không ạ? Chúng ta sẽ không đánh vào mình nhưng mà mình vẫn chết. Thế sao ạ? Sét sẽ đánh vào cây ạ. Điện truyền qua đất, truyền qua bản thân mình vẫn sẽ chết. Vậy làm thế nào? Nếu như đứng ở giữa một cái cơn bão sét thế làm thế nào ạ?
chúng ta sẽ ngồi xổm như thế này ạ. Mình có thể hướng dẫn mọi người ngồi xổm như thế này ạ. Cũng có thể là một lý do đấy, à, cũng có thể là một biện pháp đấy ạ. Khi mà chúng ta ngồi xổm như thế này ạ, thì về bản chất dòng điện sẽ đánh và dòng điện sẽ truyền từ chân này qua chân kia. Nó sẽ không đi qua các cái nội tạng quan trọng của trên cơ thể con người, vì chúng ta sẽ ít bị tổn hại nhất ạ. Đối với các bạn nam mình không chắc, nhưng mà đối với các bạn nữ chúng ta sẽ ít bị tổn hại nhất ạ. Sống không bằng chết rồi. Mà chính xác ạ, chính là như bạn đã đáp chúng ta nói là sống không bằng chết. Và điều này là một điều mà mình nghĩ là con người là một trong số ít những động vật có thể làm được điều này. Chúng ta biết là mỗi khi mà có xét đánh thì bọn bò, trâu nó chết hết đấy. Ở chúng nó không thể nào ngồi xổm được. Nó sẽ chuyển đến chân này với chân kia và sẽ đi qua nội tạng của chúng nó sẽ chết ạ. Nhưng mà đương nhiên là chúng ta sẽ vẫn bị chịu tổn hại, đúng không ạ? Vậy cái tốt nhất khi mà chúng ta gặp bão xét đó là đi vào nhà. Chính xác thì đây là một cái chốt cho cái biện pháp là làm sao để xét đánh mà không chết, đó là không bị xét đánh. Vì nhìn chung sẽ đánh cả chết. Đúng rồi. Phòng hơn tránh. Phòng hơn tránh. Và bài thuyết trình mình kết thúc tại đây.